này thiện hiện tất cả pháp đều lấy nhãn giới làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì nhãn giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy nhĩ tý thiệt thân ý giới làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? Vì nhĩ tĩ thiện thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sắc giới làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sắc giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy thanh hương vị xúc Pháp giới, làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc Pháp giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy nhãn thức giới làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? vì nhãn thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? vì nhĩ tĩ thể thân ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy nhãn xúc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được. Hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy nhĩ tí thể thân ý xúc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thể thân ý xúc, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy các thọ, do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến.